Này anh bạn, tôi thấy một chiếc áo rất ưng ý, nam giới mặc rất hợp, nhân viên ở đó nói giá 40, tôi đã cố trả giá mà không được, anh có quen ông chủ tiệm đó mà, giúp tôi trả giá với. Ồ, chuyện nhỏ thôi, người đó là bạn tôi gọi anh ấy là anh em, chúng tôi thân nhau lắm, giống như là cha tôi vậy, đi nào, mặc thử cái áo thôi, anh em, ha ha, ôi trời, chẳng phải là anh Vương sao, ôi trời, trời ơi, lâu lắm rồi không gặp, vẫn như xưa, ôi trời ơi, vẫn như xưa đấy nhỉ, hi hi, ha ha. Ha ha, đây là vợ và con gái của anh đúng không? Ôi chao, con bé trông, ôi, đôi mắt to tròn, da trắng mịn màng, cô bé này là mỹ nhân rồi, xinh thật đấy. Ha ha, ha ha, hôm nay thế nào? À, con gái tôi thích một chiếc áo ở đây, ở đằng kia có phòng thử đồ, chúng ta qua đó thử đi. Ha ha, vẫn như xưa mà, vẫn như xưa. Ha ha, vẫn như xưa mà, anh thấy đẹp không? Đẹp, đẹp lắm, chiếc này bao nhiêu vậy? Cứ lấy mà mặc đi con gái, quan hệ giữa bố con và chú chẳng cần phải nói rồi. Không được, phải trả tiền chứ. Trả tiền gì chứ? Cái gì mà tiền nong ở đây? Quan hệ giữa chúng ta, tôi có thể lấy tiền của anh sao? Tôi còn có thể lấy tay cắt thịt cho anh cũng được mà. Không, phải trả tiền. Thôi, anh lấy giá nhập 60 đi. Hả? Mẹ, lúc chưa mặc giá mới có 40 mà. Thôi, đừng cãi nhau nữa, đi thôi. Anh đi uống rượu à? Tôi không định cướp tiền của anh, cửa hàng của chúng tôi có gì đâu mà. Anh còn khách sáo gì nữa? Hôm nay chúng ta nói chuyện vui vẻ nhé. Hi hi.